bản thân tôi thì đến với cái phong trào hiến máu tình nguyện cũng từ lâu rồi, từ khi mà còn thanh niên á, hồi đó là sinh hoạt chi đoàn á, là đoàn viên thì cũng tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, rồi cứ duy trì. Sau đó thì cũng vận động thêm chồng rồi đến con cùng tham gia hiến máu tình nguyện, bởi vì thấy được cái ý nghĩa rất là nhân văn của cái phong trào này. Lúc đầu thì sợ thật, nhưng mà qua giai đoạn cho một lần rồi thì thấy người nó thoải mái. Ta cần những giọt máu đó, mình có thì mình cho để tạo cho có cái cuộc sống nó tươi đẹp hơn.